mặt em có nhiều mụn ẩn. Em nghe nói là đắp mặt nạ hạt ngũ hoa sẽ điều trị được thâm và mụn, nên em đã đắp được một tháng nay rồi. Thâm thì có mờ đi, nhưng sao mụn vẫn chưa hết, mà có một vài cục mụn ở trên trán nổi sưng lên. Cho em hỏi là em phải đắp trong khoảng thời gian bao lâu nữa ạ? Chào bạn, đắp mặt nạ hạt ngũ hoa là một trong những cách điều trị mụn rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì việc đắp mặt nạ mà điều trị bằng hạt ngũ hoa thì bạn phải kiên trì sử dụng ít nhất là khoảng 3 tuần trở lên thì mới thấy được hiệu quả rõ rệt. Thậm chí là một số bạn thời gian đầu sẽ bị nổi mụn bọc, nhưng sau thời gian khoảng 3 tuần trở lên thì mụn sẽ giảm. Nếu như là bạn sử dụng trong thời gian khoảng 1 tháng rồi mà vẫn chưa thấy mụn giảm thì có thể nguyên nhân gây mụn là do bị nóng trong. Trong trường hợp này thì bạn nên kết hợp thêm một số loại thảo dược có tác dụng mát gan thì sẽ giảm mụn hiệu quả hơn bạn nhé.